Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì chiều hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn miếng đất bán ở trong xã Đại Hòa Lộc. Giờ Vũ đang chạy đi vô, Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng Vũ đi vô miếng đất. Ở đây Vũ đang đi là đường Nguyễn Đình Chiểu. Miếng đất này từ chợ vô tới miếng đất khoảng 5 phút nha các bạn. Đây là ngay trường học cấp 3 Lê Hoàng Chiếu. Đây là ngay sân vận động huyện Bình Đại. Đây tới đầu đường quẹo xuống rồi nha các bạn. Thì đây là con đường này là con đường liên huyện vô xã Đại Hòa Lộc Thạnh Trị rồi qua Ba Tri luôn. Đây là quán cà phê Thanh Thanh. Đây là đầu đường quẹo xuống miếng đất bán nha các bạn. Đây thì con đường này mới mở đường đan rất là ngon. Thì đường này là có đường điện, đường nước đầy đủ nha các bạn. Đây, cái cầu này là cầu Đìa Cây Muối. Đây con đường này là đang phát triển nha các bạn. Đất ở đây thì bà con đã mua hết rồi lên nền, có số là chưa lên nền.
nhiều cả nhà. Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì, chiều hôm nay Vũ giới thiệu bán miếng đất. Miếng đất này là ở ấp Bình Huệ 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Thì miếng đất này ở con đường này đi vô thì có điện nước đầy đủ. Miếng đất này là cái đầu đất là ở tông lộ Đại Hòa Lộc. Còn cái đuôi đất là ở thị trấn nha các bạn. Thì đất này là đất ao nuôi tôm. Đây đây là con đường đan rất là ngon. Miếng đất này là hồi trước là liền với mặt lộ nha các bạn, nhưng mà khi mở cái con lộ thì cái miếng đất này đã nằm bên bên kia, có qua thì phải bắt cây cầu đi qua cách tới con sông, mà con sông này để lấy nước vô để nuôi tôm nha các bạn. Con sông này là thông ra chỗ cầu 30 tháng 4. Thì đây là cây cầu để qua miếng đất. Miếng đất này thì diện tích là khoảng một mẫu ba mấy nha các bạn. Và ao nuôi tôm. Đây Vũ qua đây là cái ao đầu tiên. Miếng đất này là chia làm 3 ao nha các bạn. Với ao lấy nước là 4 ao, một cái đường thoát nước nữa là 5. Đây, cái đường này là cái đường thoát nước ra. Đây là cái ao đầu tiên nha các bạn. Rồi đây là mé đầu đất, nhìn qua mé bên lộ thì ở đây là có cái chòi. Đây Vũ đứng giữa miếng đất ở trong đầu trong quay ra cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cái này đất này là bán công nha các bạn, là giá 500 triệu một công, còn có thương lượng. Đây mé bên đây là một cái đường để lấy nước vô rồi nha các bạn. Rồi cái đường này là lấy nước vô để cấp qua ao nuôi tôm nha các bạn. Thank you.
nuôi tôm. Còn mé bên tay phải vũ là cái ao để lấy cấp nước vô. Rồi còn mé bên đó một ao là cái đường thoát nước ra ngoài sông. Ao này cô chú anh chị và các bạn mua về là nuôi tôm liền luôn. Ao cực kỳ đẹp luôn. Ao này là ao để trữ nước lấy nước vô. Rồi cái đất này ra tới cái hàng lá đó nha các bạn. Rồi hàng lá đó là mé ngoài là ấp Bình Thuận của thị trấn Bình Đại giáp ranh. Bây giờ Vũ đứng ngoài này là tuốt ngoài cái đầu ngoài của cái ao mà để cấp nước qua nha các bạn. Rồi bắt đầu tới cái ao nuôi đầu ngoài hết, bắt đầu Vũ sẽ quay một vòng đi vô trỏng luôn cho cô chú anh chị và các bạn xem đó. Thì cái này Vũ xin nhắc lại là giá 500 triệu công có thương lượng, cô chú anh chị và các bạn có mua thì liên hệ Vũ thì Vũ dẫn vô đây cho xem. Oh.
ao nuôi là cực kỳ đẹp luôn. Có đường lấy nước vô, đường xả nước ra ngon lành nha các bạn. Đất này là địa chỉ ở ấp Bình Quề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tổng diện tích miếng đất này thì khoảng 1 mẫu 3 có trên nha các bạn. Đây, cô chú anh chị mua tôm là ngon, mua để nuôi tôm là ngon lành. Sát ở trên lộ luôn. Bước qua cầu cái là tới lộ liền. Điện nước đầy đủ. Đây đứng hao giữa dòm ra ngoài. Chú đang đứng ngay đây là ngay ao giữa nè. Dạ thôi Vũ xin phép kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Thì Vũ chỉ quay tham khảo vậy thôi. Rồi cô chú anh chị và các bạn có mua thì liên hệ Vũ, thì Vũ dẫn vô đây xem cho nó chi tiết hơn. Thì cái này Vũ xin nhắc lại là cái diện tích đất này là 1 mẫu 3 lẻ mấy, trên 1 mẫu 3 đi. Rồi vô đây coi xem đất thì Vũ đưa sổ đỏ cho cô chú anh chị và các bạn coi thì rõ hơn. Thì ở trong này diện tích cái đất này thì gồm 4 ao, 1 ao lấy nước,
là ba ao nuôi và một đường thoát nước ra là ngon lành. Có đường thoát nước ra. Vũ chỉ quay sơ tham khảo thôi cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đó, mé trước Vũ hàng lá đó là mé bên lộ đó.